Cho nên tốt nhất là cứ phải ở đây. Quyên Nhi đã nhập Flakka từ một mối khác. Lần sau nếu chưa tìm hiểu kỹ thì đừng có báo cho tao nghe chưa. Cút đi, cái đám bất hại. Chúng ta khó lòng mà giải được một mã. Nhưng mà dữ liệu hồ sơ mật ở đâu? Ai là người đang đóng vậy? Quay là hẹn hòa chim chí đâu à? Hẹn hòa chim chí đâu à? Từ nhà Quỳnh Long đều nằm trong tài liệu này. Cái này mới quan trọng. Cái gì? 100 triệu? Không làm chuyện này lấy tiền đâu trả nợ bánh. Của Phong nè. Nè, cầm đi 100 cây. Anh làm việc cho ai? Tôi cũng không biết nó là ai. Đừng có!